Lỡ làm đổ bát hương ở ngôi nhà ma, Nhật Kim Anh phải khóc thét vì sự cố sau đó. Nhật Kim Anh chứng kiến những hiện tượng rùng rợn khi thực hiện MV Tiếng Vĩ Cầm. Đà Lạt nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn, trữ tình và luôn được lựa chọn là điểm quay phim, quay MV, quen thuộc của các nhà sản xuất. Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là nơi khiến các diễn viên, nghệ sĩ chết khiếp vì gặp ma. Trường hợp của Nhật Kim Anh là một ví dụ. Khi quay MV Tiếng Vĩ Cầm, cô và ekip đã chọn ngôi nhà ma nổi tiếng ở chân đèo Friend, cách trung tâm thành phố Đà Lạt vài chục km. Dù các cảnh quay được thực hiện vào ban ngày, nhưng vì một số người trong đoàn sơ ý làm đổ bát nhang ở khu thờ Địa Tạng Vương, sau khi đó hàng loạt sự cố khó hiểu đã xảy ra. Vốn là người không mê tín nhưng liên tiếp các sự việc không may xảy ra trong quá trình làm album khiến nữ ca sĩ phải thừa nhận. Nhiều lúc mình nói thì rất khó tin, nhưng mà Kim Anh sợ thật, Kim Anh phải khổ sở với album này. Anh em dựng hình nhưng cứ được nửa tiếng là màn hình bị tắt, sau đó thành file hoàn chỉnh rồi mở ra lại không có hình ảnh. Phải làm lại, đến khi mang đĩa ra chép thì hình ảnh bị giật. Mấy tháng trời khổ sở, in đi in lại gần 100 lần. Rồi đến chuẩn bị mang đi họp báo, ekip lại phát hiện ra bị một chữ sai chính tả, phải bỏ đi 1.000 đĩa, in lại ngần ấy số lượng. Ra Hà Nội họp báo, tất cả đĩa phát hành cho phóng viên đều bị lỗi. Lúc đó Kim Anh chỉ biết thắp nhang cầu khấn tạ tội và xin được phát hành album cho suôn sẻ. Không chỉ vậy, khi đang nghỉ ngơi ở địa điểm quay, cô có cảm giác như ai đó rung cây ổi sau nhà và chọi vào cửa kính. Nhiều người trong đoàn đều nghe thấy như vậy, khiến ai nấy đều hoang mang tột độ và phải ngồi lại với nhau và bật hết đèn lên để xua tan nỗi sợ hãi. Xong việc là cả đoàn lên xe chạy một mạch về, không dám ngoái đầu lại. Đây không phải lần duy nhất người đẹp khóc thét vì những hiện tượng kinh dị mà trước đó khi đóng phim Long Thành Giả Cầm Ca tại Vũng Tàu cũng để lại ký ức đáng sợ cho cô. Nhật Kim Anh kể lại, hôm đó đã khuya, Kim Anh và anh em trong đoàn phim về khách sạn tổ chức ăn uống, vui chơi. Nơi này khi xưa có rất nhiều người chết trong chiến tranh, sau này mới được xây dựng thành khách sạn phục vụ cho khách du lịch. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thì một thành viên trong đoàn phát hiện phía ngoài sân có một người đàn ông ngồi mài nắp lon bia. Cái bóng còn in rõ rệt trên cửa ra vào. Tưởng chủ khách sạn hay khách du lịch, mọi người mở cửa ra nhìn không thấy ai cả. Nhưng hễ đóng cánh cửa lại thì cái bóng lại hiện lên rất rõ. Sợ quá cả nhóm ngồi túm lại, vừa nhìn nhau vừa run. Rồi cứ như thế chẳng ai dám về phòng, tất cả đều ngủ chung trong một phòng suốt mấy ngày sau đó. Lúc đó Nhật Kim Anh chỉ biết thắp nhang cầu khấn tạ tội, từ đó về sau quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nữ diễn viên đã chú trọng đi xem thầy để định ngày ra album cho thành công tốt đẹp, tránh gặp phải những điều xui xẻo không đáng có. Chân dung nữ ca sĩ Hàn Quốc bị ma nhập kinh dị chẳng khác nào Anna Bella ngoài đời thật. Hãy nhất là cảnh nữ ca sĩ ngồi nói chuyện với một người bạn và lia máy về phía đó. Những ngày qua, bộ phim Annabella Grayson là một trong những vấn đề mà cư dân mạng quan tâm. Hình ảnh búp bê Annabella thực sự là nỗi ám ảnh với khán giả đã xem trong bộ phim. Những tưởng sự việc chỉ xảy ra trên phim trường, nhưng thực tế tại Hàn Quốc cũng từng có một nữ ca sĩ bị nghi ma ám bởi những bức ảnh và hành động kỳ quái của cô trên Instagram, đó là Aerium, cậu em út của Tiara. Được kết nạp vào Tiara vào năm 2012, khi nhóm đã thực sự nổi tiếng, nhưng cũng không đem về cho Aerium quá nhiều danh tiếng. So với đàn chị nổi bật trong nhóm như Jeum, Hyomin, em út mới thực sự quá mờ nhạt, mọi người dường như chỉ nhớ đến cái tên em út mới của Tiara mà thôi. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động cùng nhóm, Aerium bị phát hiện có dấu hiệu tinh thần mất ổn định. Nhiều fan hâm mộ nhận thấy cô thường xuyên đăng tải những video nói chuyện một mình nhưng toàn điều khó hiểu và thậm chí còn gọi tên một ai đó, trong khi trong phòng không có ai khác. Những bức ảnh của Aerium trên Instagram đều mang hơi hướng khá kinh dị, như sơn móng tay đỏ như máu hay vẽ lên mặt hình quỷ. Một trong những dấu hiệu kỳ lạ vào ngày 9 tháng 11 năm 2013, cô đăng tải một status khá dài trên Instagram với nội dung:
sinh nhật của tôi, quá mất một ngày rồi đó. Mọi người ở hàng ơi, hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ làm mà, chắc chắn sẽ giết chết nỗi đau đớn trong tim mọi người. Mọi người phải chịu đựng nó rồi phải không? Ngày lại ngày, đợi tôi một chút nữa thôi. Tôi, Lierum, chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã phải sống với tất cả những điều đó bằng quyết tâm mạnh mẽ nhất. Lần này điều ước của tôi chính là mong cả thế giới được hạnh phúc. Không lâu nữa đâu, vậy nên hãy mỉm cười nhé. Hứa với tôi đi, rồi tôi sẽ hứa với các bạn. Hứa với tôi nhé, mỉm cười nào. Hầu hết là những câu văn hết sức lủng củng và khó hiểu. Thế nhưng điều đáng nói nhất ở đây, đó là sinh nhật cô vào ngày 14 tháng 4, chứ không phải là 19 tháng 11 như cô đã viết. Đỉnh điểm nhất là trong số những đoạn video mà Aerion đăng tải, có một clip cô ngồi nói chuyện với một người bạn vào đêm khuya, nhưng khi chuyển màn hình thì không có ai bên cạnh. Mới đầu nhiều người đoán rằng có thể do áp lực của sự nổi tiếng, Aerion có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt. Tuy nhiên sau thời gian dài bị nghi ngờ, em út Tây Ara đã lên tiếng cho rằng: "Tôi sẽ tiết lộ sự thật về những tin đồn bị bệnh của mình. Không ai biết, nhưng thực ra đứa con không được ra đời của dì tôi đã nhập vào tôi một chút. Và cô còn có khả năng thấy được hồn ma từ khi còn nhỏ. Vậy là có nghĩa Aerion bị hồn ma của em họ đi theo và nhập vào người. Sự việc này của cô khiến nhiều người liên tưởng đến hồn ma sống trong Annabella. Chỉ khác đây là người thật, còn hồn ma trong phim Annabella là nhập vào một con búp bê." Từ khi rời xa showbiz, cậu em út Tiara có cuộc sống khá kín tiếng. Chỉ gần đây mới có thông tin cô tham gia chương trình thực tế của đài KBS về những thần tượng đã ra mắt nhưng không thành công. Có lẽ câu chuyện ma này của cô sẽ được nhà đài khai thác nên rất được mọi người chú ý. Miu Lê và bạn trai thiếu gia công khai xuất hiện cùng nhau. Nữ diễn viên phim Cô gái đến từ ngày hôm qua cùng bạn trai thiếu gia công khai xuất hiện cùng nhau khi đi xem một trận bóng rổ tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 8. Kín tiếng trong chuyện tình yêu nên Miu Lê hiếm khi xuất hiện cùng bạn trai tại các sự kiện giải trí. Khi hai bộ phim đình đám Em là bà nội của anh và Cô gái đến từ ngày hôm qua ra mắt, Miu Lê đóng vai chính nhưng người yêu của cô cũng không dự buổi công chiếu. Trong các bài phỏng vấn, cô cũng kiệm lời khi nhắc tới bạn trai. Ngày 15 tháng 8, Miu Lê bất ngờ cùng bạn trai Trần Lê Phước Hải đã có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh, xem trận đấu bóng rổ giữa đội tuyển Việt Nam và HCMC Wing. Nữ diễn viên gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính và diện áo hai dây khoe vai trần. Theo phóng viên tại hiện trường, Miu Lê và bạn trai ngồi chăm chú theo dõi trận đấu kịch tính. Tuy nhiên, cả hai giữ khoảng cách không thể hiện tình cảm. Diễn viên 9X và bạn trai thiếu gia gắn bó hơn 2 năm qua. Cô từng chia sẻ được người yêu cưng chiều tặng xế hộp tiền tỷ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những món đồ hiệu sành điệu. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên được bạn trai tặng, tuy nhiên cô phủ nhận. Trần Lê Phước Hải sinh năm 1990, bạn trai của Miu Lê, là một thiếu gia ở Sài Gòn, gia đình anh giàu có, kinh doanh điện máy. Miu Lê được đạo diễn Lê Hoàng phát hiện khả năng và mời đóng phim khi mới 18 tuổi, vai diễn đầu tiên của cô trong phim Thủ tướng. Tiếp đó cô xuất hiện trong phim Những thiên thần áo trắng, Tối nay 8 giờ, nhưng chưa được đánh giá cao. Đến năm 2016, dự án phim Em là bà nội của anh thành công đã đưa cô trở thành diễn viên điện ảnh được đánh giá cao. Mới đây, cô gây ấn tượng trong bộ phim Cô gái đến từ hôm qua. Thành công với những dự án đạt doanh thu cao, Miu Lê nhận được nhiều lời mời từ các nhà sản xuất. Theo đó, cát xê của nữ diễn viên cũng tăng cao. Theo các nguồn tin hậu trường, cát xê với vai phụ trong phim Nắng 2 giúp Miu Lê bỏ túi 1 tỷ đồng. Con trai Quang Dũng lớn nhanh như thổi, điển trai như hot boy. Con trai Quang Dũng, Jennifer Phạm, lớn như thổi khi đi chơi cùng bố. Sau gần 10 năm, bé Bảo Nam, cậu nhóc từng được mệnh danh là một trong những em bé đáng yêu nhất của showbiz Việt. Ngày nào bây giờ đã trưởng thành và vô cùng đẹp trai. Nhiều người nhận xét Bảo Nam ngày càng giống bố Quang Dũng như đúc.
anh Quang Dũng khoe ảnh con trai trên trang cá nhân. Rất nhiều người hâm mộ bình luận khen ngợi Bảo Nam nay đã lớn. Bé Bảo Nam từng được mệnh danh là nhóc tì đáng yêu nhất về bít. Giờ đây Bảo Nam đã lớn và có nhiều nét giống y hệt bố và chững chạc hơn rất nhiều. Cậu bé có chiều cao khá ấn tượng và gương mặt đẹp như hot boy. Cuộc hôn nhân năm 2007 của chàng ca sĩ lãng tử đình đám Quang Dũng và nàng hoa hậu xinh đẹp Jennifer Phạm từng là niềm ao ước ngưỡng mộ của rất nhiều người. Bé Bảo Nam, con trai của cặp đôi chào đời với vẻ đáng yêu như thiên thần, càng củng cố hơn nữa danh hiệu gia đình hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt của Quang Dũng và Jennifer thời kỳ đó. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, cả hai đã tuyên bố đường ai nấy đi, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Sau ly hôn, Jennifer Phạm lập gia đình với doanh nhân Đức Hải. Bé Bảo Nam được Jennifer Phạm đưa sang Mỹ học tập và sinh sống cùng gia đình bên ngoài. Quang Dũng vẫn một mình lẻ bóng,